Hello, xin chào anh em. Hôm nay quay lên con âm ly xịn cho anh em xem nha. Con này là giá cứng, giá cao, hàng xịn, tuyển chọn. Âm ly Jaguar Suzuki BA203XG, hàng sóng nhạc phân phối ngày xưa. Con này là hàng bãi xịn nhập khẩu. Hàng này nhập chắc năm 2007 hay 2008 nha các bạn. Tình trạng máy nguyên zin. Zin là zin công suất, bo nguồn, volume, zin toàn bộ. Hàng này là hàng, phải nói là hàng đáng sưu tầm và phải nói hiếm trên thị trường luôn. Thì mình thanh lý báo giá luôn nha. Con máy này thanh lý giá 3.700.000, 3.700.000 cho một con máy hàng Jaguar 7 nhập khẩu, tình trạng còn hoạt động tốt, nghe nhạc karaoke chắc âm hay. Đó, còn các bác nào mà phái hàng công suất lớn, bát chép đánh căng đét thì hàng này không đáp ứng được. Nhưng mà hàng này đáp ứng được cái lỗ tai của chúng ta, nghe nhạc và karaoke chắc âm nó sáng các bạn. BA203XG tem vuông sóng nhạc 7 màu nha. Đây, con tem này bây giờ chúng ta dòm xéo xéo mới thấy chữ sóng nhạc được. Cái cam này quay thì nó không thấy được các bạn. Mặt tiền thì đánh giá mặt tiền còn đẹp. Hai cái tay thì nó đen quá thì mình sơn lại, sơn lại cho nó đồng với cái mặt nạ. Còn nắp máy thì giữ zin. Đó, nắp máy này mình giữ zin. Hàng này nắp vỏ bằng sắt dày, rất là dày và nặng ký. Hàng nắp dày và nặng ký. Đó, là nó có cái lỗ ở bên hông nữa nè các bạn. Hai bên luôn. Đây, có cái lỗ bên đây nữa nha. Đó, con này thanh lý là giá 3.700.000. Thì anh em nào xem qua thấy thích thì cứ hãy thích thì mình liên hệ đặt hàng. Còn không thì xem cho vui, ủng hộ. Ủng hộ shop BT Củ Chi nha các bạn. Giờ đây sẵn đây thì quảng cáo thêm con này luôn. Con này hàng mới về. Paramax SA203V. Tình trạng là còn zin tem nè. Hàng zin tem, chưa bung tem, chưa sửa chữa gì hết. Đó, con này mới về, chưa vệ sinh, chưa làm gì hết. Anh em nào hết thì cứ đặt hàng luôn. Con này là dọn lên đẹp nha. Dọn lên lau chùi vệ sinh đẹp. Rồi tiếp tục chương trình. Con này là nắp. Nắp tương đối cũng không xét lắm nhưng mà hơi gỗ tí. Thì mình giữ zin. Anh em nào có nhu cầu sơn thì cũng có sơn luôn. Sơn thì nó đẹp, nó mới hơn nhưng mà để giá trị đồ cổ, âm thanh là phải nói chung để zin. Zin được cái nào thì cứ để. Rồi bây giờ mình sẽ quay nội thất và test nhạc sau nha các bạn. Thôi để lên nhạc review đi. Echo là con quang 50195. Cấu hình chạy là bốn sò lớn, một bên là hai con kèm hai con nhỏ nữa, bên đây cũng vậy. Thì toàn bộ cụm này là mình bao gin 100%, chưa động mối chì hàng luôn. Và tăng phô hàng này thì tăng phô phe hàng nha các bạn. Rồi bây giờ chúng ta sẽ vô bo nguồn. Tăng bo là đi dây cáp vô mạch luôn nha các bạn. Cáp tụ, cáp
tụ này là 63 63V 6800 UF. Vậy chúng ta thấy hai cái con ổn áp cho mặt dê nè, có thanh nhôm đẹp bự thể hiện cho hai con IC ổn áp. Và thêm có đặc điểm này nữa là nhôm các góc mà góc nhọn ở đây thì được mài cho nó bo tròn rồi vô cũng im tay ha. Đó, máy gột linh kiện sáng, gột đẹp linh kiện sáng. Volume còn ghim theo hãng luôn. Đó, volume chúng ta thấy cái con chiếc áp đen đen hết rồi nhưng mà hoạt động chỉnh chu, dặn có phê là ngọt. Đó. Và chúng ta thấy dây nhợ đi là dây nhợ cũng gọn gàng ha. Dây là toàn bộ full là cáp gài hết. Đó, mình sẽ cố gắng mình giới thiệu chi tiết con máy cho anh em xem kỹ luôn. Đó, dây đai có nè. Đó, đi cũng khá gọn. Nhập khẩu và nguyên con từ Hàn Quốc về vào thời điểm cỡ 10 năm trước, hơn 10 năm, mười mấy năm rồi. Hàn bãi Hàn Quốc à, ngày xưa mà ai sở hữu được em này phải nói là cũng là dạng khá giả, có tiền mới sắm được. Bây giờ hàng này nó càng ngày nó đi vào là một dạng hàng hiếm. Để cái dòng này chúng ta ghép vào các cặp lo hãng thương hiệu, đặc biệt là thương hiệu Lobot Mỹ, ghép vô là chắc âm phải nói là má là nó mặt tiền còn rất là đẹp các bạn. Rồi bây giờ mình quay như thế nội hát là cũng ok rồi nha. Bây giờ mình sẽ test chắc âm đây EQ nè. Cái bass nó đi đậm hơn, nghe quy được chết nè. Nhả ra. Có 3 lăng căng lo. Đó. Volume gain dặn rất là đầm tay, đặc biệt cái con này dặn rất là đã nha các bạn, đầm nặng tay. Ở đây AB tín hiệu đầu vào. Đó, rồi bây giờ sẽ test cái phần vang nhạy của cái con IC Boy số. Nhưng mà hàng này là 50195. Đó, hàng đặc quyền dòng karaoke ngày xưa là sở hữu con này. Xịn sò mới gáp được con này. Rồi tiếp tục mình sẽ test mic số 2. Tiếng nhẹ sáng. Alo mở phòng hai bắt bắt buồn lưng hai bắt buồn nắp sầu bày tập chi. Rồi con máy full chức năng hành lý giá 3,7 triệu.
Giá này là chưa bao gồm phí ship nha. À, anh chị cô bác nào cần âm ly xịn hàng quách, hàng bãi, hàng bờ thì cứ liên hệ em. Rồi con máy mình quay đến đây kết thúc chân hành. Cảm ơn các bạn đã bỏ thời gian quý báu ra để xem hết video và ủng hộ mình. Chân hành cảm ơn. Bye bye.